Đúng 16 giờ chiều nay, các thí sinh đăng ký môn tự chọn sinh học đã hoàn thành bài thi của mình. Cùng với đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 chính thức khép lại. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau 4 ngày thi với hơn 11.400 thí sinh tham gia thi xét tuyển đại học và cao đẳng và hơn 2.500 thí sinh tham gia thi xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, kỳ thi đã diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 ở Lâm Đồng. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2 trong 1, và số lượng thí sinh tham gia dự thi năm nay ở tỉnh Lâm Đồng ít hơn năm 2015. Nhưng không vì vậy mà công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay của các đơn vị trở nên nhẹ nhàng hơn. Với một sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, từ tập huấn cho các cán bộ coi thi cho đến việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể tại địa phương để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Lâm Đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dạ, em cảm thấy là cũng được, con mấy môn em làm bài cũng khá. Và cũng hơi buồn vì có một số môn chưa đạt được như ý muốn. Chỉ mong muốn là kết quả điểm thi được cao để là cái trường em mong muốn. Kỳ thi này thì có lúc đầu thì có vẻ hơi hồi hộp, nhưng mà lúc sau thì không có cảm giác hồi hộp như lúc trước. Thi nói chung là cũng không khó lắm, cấu trúc đề dạng mở, nói chung là vận dụng kiến thức xem thời sự thì có thể làm bài tốt hơn. Khi bắt đầu mới vào cổng trường là cô đã thấy có mấy bạn thanh niên mặc áo đồng phục, cô không biết nhưng mà cô thấy mặc áo đồng phục là tiếp đón rồi chỉ phòng. Rồi cô mới vô thì vì cái khu trường nó rộng á, cho nên là người ta chỉ phòng cho mình, rồi người ta các anh nó vui vẻ lắm, rồi chỉ cho mình đi tới cái phòng làm việc, rồi chỉ các em cái phòng nó vào. Rồi khi mình đi về thì cô thấy các bác bảo vệ rồi công an ở ngoài rủng tiếp đón, rồi xe cộ, cô thấy trật tự như thế, rồi cô rất là yên tâm trong cái đợt thi này á. Cùng với sự nỗ lực từ phía hội đồng thi các cụm trước và trong khi diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến thăm kiểm tra các điểm thi nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và động viên tinh thần của những cán bộ tham gia các công tác liên quan đến kỳ thi. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội, các đoàn thể cũng chung tay tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và người nhà. Ban thường vụ thành đoàn cùng với các đơn vị đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố Đà Lạt thì cũng đã xây dựng 16 điểm tiếp sức mùa thi, trong đó thì cũng có sự phân công. Ví dụ như bên công an, bên bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bên công an tỉnh, bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thì đảm nhận cái việc đó là đảm bảo an ninh tại các điểm tiếp xúc mùa thi. Các đoàn trường đại học Đà Lạt thì đảm nhận cái việc là tư vấn tuyển sinh, rồi trong khi đó thì các đoàn phường là đảm nhận về việc là tư vấn chỗ trọ cho các thí sinh và các chỗ ăn cho các thí sinh. Đoàn khối doanh nghiệp, đoàn khối các cơ quan và thành đoàn Đà Lạt thì cũng hỗ trợ cái xe chuyên chở miễn phí cho thí sinh đi đến các chỗ trọ. Năm nay là năm đầu tiên Hội Chữ Thập Đỏ cùng phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt để tổ chức những cái hoạt động tiếp sức mùa thi. Thì được biết là năm nay các em học sinh ở các huyện vùng sâu vùng xa về các cái điểm thi tại Trường Đại học Đà Lạt. Thì Hội Chữ Thập Đỏ đã được cái sự giúp đỡ của một số các cái nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt thì đã tổ chức phát cơm miễn phí cho các em và phụ huynh các em ở vùng sâu vùng xa. Thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng là mang cái tính nhân văn rất là cao đối với Hội Chữ Thập Đỏ cũng như đối với các em học sinh vùng sâu vùng xa. Thì lực lượng công an thành phố cũng đã triển khai đồng loạt tại các cái điểm thi. Thì phải nói rằng tại các cái điểm thi là lực lượng giao thông cũng như công an các phường đã đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn giao thông cho phụ huynh cũng như các em đến trường thi là tuyệt đối an toàn. Nói chung là không có xảy ra về cái ùn tắc giao thông cũng như là va chạm giao thông trong cái thời gian này. Qua 4 ngày thi, tại cụm thi do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì, có 11.414 thí sinh đăng ký thi. Trong đó, tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi 8 môn đạt 98,92% và chỉ có một trường hợp vi phạm quy chế thi do đem điện thoại vào phòng thi. Còn tại cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng chủ trì, có 2.549 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ thí sinh tham gia các môn thi đạt trên 98%. Đặc biệt, không xuất hiện tình trạng phao thi trước điểm thi khi các môn thi kết thúc. Đến lúc này, chúng tôi khẳng định Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức một thi an toàn, nghiêm túc
và đúng quy chế. Cho đến lúc này, tất cả những công tác chuẩn bị của nhà trường trong thời gian vừa qua đã thực sự được thực hiện trong một kỳ thi ở 12 điểm thi đã diễn ra một cách nghiêm túc và an toàn, đúng quy chế. Nhân dịp này, xin thay mặt hội đồng thi xin cảm ơn tất cả các cán bộ tham gia vào kỳ thi, cảm ơn các phóng viên báo đài, các tổ chức, các cơ sở ban ngành của tỉnh đã tham gia vào công tác kỳ thi, góp phần cho sự thành công của chúng tôi. Đặc biệt, xin cảm ơn các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã hỗ trợ các sinh viên, các thí sinh đi thi trong 4 ngày vừa qua, trong việc ăn ở cũng như tạo điều kiện đi lại cho thí sinh thi tại cụm thi 52 trường đại học Đà Lạt. Nhìn chung là kỳ thi nào cũng vậy, nó cũng mang sức ép là vì công việc, vì quy chế. Tuy nhiên là với quan điểm là bản thân tôi là nhiều lần làm công tác thi, cũng quan điểm là tạo điều kiện hết mức cho học trò nó làm việc. Cũng là quán triệt của nhân thì các cán bộ thi là tạo coi thi rất nghiêm túc, đúng quy chế, nhưng mà tạo không khí hết sức thoải mái để cho thí sinh làm bài là một cách tốt nhất. Tại tỉnh Lâm Đồng, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Việc chấm thi sẽ hoàn thành vào trước ngày 20 tháng 7 và trước ngày 25 tháng 7, các sở giáo dục đào tạo sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi vào trước ngày 30 tháng 7. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe thông qua hoạt động thể thao, gia đình này còn giáo dục con cái về tình yêu thương và trách nhiệm đối với mọi người thông qua sinh hoạt của gia đình.